năm rồi để cho nó lên đâu nữa. Trời ơi quá trời rồi, bung đất rồi. Ồ đất này chắc trúng rồi ơi, đất này thấy trúng đó. Thôi từ lưa hết trơn rồi. Tao nói tao không biết nó đâu luôn mà. Dập dập đã vậy. Tính ông quay phim nữa các bạn. Nhưng mà mấy bụi này hàng tiễn mà nên phải quay phim. Này là nghệ đó các bạn. Nghệ thì dễ đào. Mà đào lên bụi nghệ dùm đẹp thì chứ. Trời ơi, đào thấy ghiền thiệt. Nè. Giờ ổng đã. Nó rụi bụi các bạn, đào về bán các bạn ơi. Đó, các bạn thấy gì chưa? Hàng này là hàng hiếm đó. Ôi dồi, sướng nè các bạn, hai củ này là nấu canh nữa. Ngon. Thôi nè. Mình mới đào xong mình tính không quay phim này. Nhưng mà mấy hàng này hàng tiễn không à. Bụi này là năm trước mình đào lên. Xong cái mình để sót cũ các bạn, nó bị đứt. Ồ, rất là đứt như thế hả? Dạng như nó còn mấy cái nhánh này nè, nó mấy cũ gì nè, nó bị đứt á. Xong cái cũ nó tốt quá, đất nó tốt quá cái nó lên. Sót cũ đó mà chè cũ nó gì đó bạn, chứ không phải là mình trồng nha. Còn cái cố tình trồng đó bởi hôm mình đào nó thúi trơn đó các bạn. Coi ngon nè. Phải từ các bạn. Còn bên đây là nghệ. Còn mấy cây này là củ lùng các bạn. Củ lùng là cái cổ lá nó màu vàng vậy nè. Còn thằng nghệ là nó xanh lè xuống được rồi. Tới bụi khoai tự này nữa nè. Đất nó đội lên nè. Có triển rộng. Bụi này mẹ nói mẹ mình nói là 2 năm rồi đó. Con bụi một hả mẹ? Con bụi một hả? Con bụi một hả vậy? Là năm trước là nó lên rồi, nó rụi. Là nó gần khoảng 8-9 tháng gì đó cái nó rụi các bạn. Rụi xong cái bắt đầu mình không đào cái bắt đầu lên lại nữa. Mấy củ lùng này cũng vậy nè, năm trước mình đâu đào nó bị thắt á. Giờ bỏ cái lên. Nó lên đi gan vậy đó. Nó lên đi gan vậy đó, như đám gừng. Giờ thì mình đào các bạn ơi. Mong là có củ cành cành cho các bạn coi cho đã ăn mắt à. Các bạn giờ mới sáng con lên một và từ nãy đã ăn cái là các bạn đào cái củ nó dần khè ở đâu, củ nó dần khè đó bạn. Ồ, có củ bồi bự nè. Có gì không? Mấy củ này nữa trồng giống là tốt nó già có. Tôi thấy cái chuyển giọng đó mấy năm rồi lên hàng nữa bạn ơi. Mà bụi này không trúng bằng bụi nãy. Đất đại đất chỗ này nó không tốt rồi. Chứ bị gập quá ta. Ở đâu bị gập đâu? Gập. Gập hả? Ừ. Lâm tà la lắm đây. Nó cũ nó cũng bị mớp méo, nó không tròn ha. Với lại này nó mọc lên 2 năm rồi mà. Mọc lại chỗ cũ đất đâu có tốt, như nó hút dinh dưỡng hết năm, còn năm sau đâu có tốt được chứ thường. Còn bụi bên đây nữa mày. Đào bụi cái lòi ra thêm bụi nữa. Con củ bự nè. Trời ơi nè. Cái này mà đất không xi là củ này bự lắm nè. Ngộ thiệt. Đất nó xi cái. Củ nó vậy đó. Có hù gồ. Cái gì dạ, củ bự hả? Ừ. Hù gồ. Hù gồ kỳ kỳ một chút. Này bạo lực gì đó không được các bạn. Bạo lực cái nó gãy làm hai luôn, nó tròn gụm mà. Trời ơi, củ này mà đắt tốt, cái ngon lắm, ngon mà. Cái gì trồng dễ trồng á. Nó xi nè. Đắt nó xi cái nó bị quéo rồi. Rồi cái dừa bị bỏ dừa rồi chết. Bỏ dừa hả bạn? Ừ. Ồ, củ này trồng quay là đã lắm. Còn đây, này không phải Hugo, này dừa đó. Xi dinh dưỡng teo hết rồi.
cái củ này là năm rồi nè, còn lại là gì nè, nó già nó đen thù lùi nè. Năm nay tiếp tục mấy cái củ già đó, cái nó lên nữa. Ra cái gì còn nữa ha. Lên nữa. Rồi hết rồi. Lên hàng. Lên hàng. Nó mới tròn như củ này nè các bạn, nó mới ngon. Còn mấy củ này thì chắc cũng ngon không bằng nó. Đồ bỏ nó lên cái mẹ nó. À, củ đủ dinh dưỡng là tao trồng quay vậy thấy không? Trồng quay như củ khoai lang vậy đó. Thay từ thì cũng dễ đào. Bụi nó cũng không ăn sâu xuống dưới. Mà con cây nguy hiểm cái gai này thôi à. Đầu của gai này. Ừ, cái ghế thôi gai. Nó không mục á. Gai ghê gớm luôn. Tới năm sau nó cũng còn. Nó bảo vệ cũ nó không cho người ta móc cái gì. Không mục luôn mà. Không mục luôn. Bảo vệ cũ nó cho người ta đừng có ăn cắp gì. Nè đi mà đạp vô một cái thôi 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 luôn. Nó vừa nhọn mà vừa cứng nữa. Đây. Mấy bụi tao ba bụi à? Hai bụi. Ba bụi. Đồ bỏ ăn mót không nó như cái trời. Đồ mót không đó ha. Không có cái nào trồng lại chứ. Rồi mấy cái bụi trồng cố tình ăn thì không có ăn. Ừ, không có ăn. Trồng chê thì có ăn. Đồ bỏ không mà. Hết chứ. À quên nữa, tôi nói để hai bụi tôi cầm tôi chụp hình rồi bà gỡ mất tiêu. Mưa có tới rồi. Đâu có thời gian đâu dẹo. Quá ngon. Đem về để nữa. Có cần xài có giống. Có mấy củ già già đó mà. Trời ơi, củ bự này mà làm giống một cái trồng chắc nó bụi chắc sướng luôn mà nè. Củ này làm giống các bạn chứ ăn này chắc hết ngon mà. Củ nó già gì quá trời năm rồi con lại. Chắc ăn hết ngon các bạn. Củ này già sao. Cái củ đó năm rồi mày móc gì sốc. Nó này mấy củ già già. Ủa mà nó sót nó bị teo chân nó đâu. Là còn. Bạn trồng nó già bụi các bạn. Củ có thể là xây nhiều. Còn mấy củ trắng nhách gì thì nó non. Nó ít bột hơn. Rồi Di ơi. Xong chưa? Tới tôi đi bẻ dừa ơi. Mày bẻ dừa tươi hả? Ồ. Cây dừa có chút xíu. Cây dừa có cỡ 5 mét gì. Leo lên bẻ có 3 trái đuối xuống. Lắm lâu rồi mới leo dừa lại. Giò đau. Bẻ dừa dừa kho cá ăn các bạn. Dừa này là dừa giống cổ xưa nè. Giống dừa dâu. Ngon lắm ngon luôn. Đuôi. Thả hơi lên. Đi ra quay thành. Thành quả. Đi dừa bữa nay của mình cho các bạn coi. Cây này cây lá lụa đó các bạn. Lá lụa nè. Trái giống như trái cóc ra, trái cóc nó non ha. Đó không? Như trái cóc non đó. Không có lá non quay cho bạn coi nữa. Lá lụa này ta. Nhà cái lá non màu đẹp lắm. Để ăn bánh xèo bạn, ăn nó chắc chát. Có góc bự thế này. Giờ mình có mấy góc này bự lắm. Xuống rồi.